xin kính chào quý vị trong chương trình sống vui sống khỏe ngày hôm nay thì chúng tôi xin gửi tới quý vị một số những cái kiến thức về một cái bệnh mà có lẽ mỗi người chúng ta hàng tuần có khi hàng ngày đều mắc phải và đôi khi đối với những cái người mà bận bịu đa đoan nhiều công việc hoặc là phải suy nghĩ nhiều thì thưa quý vị cái bệnh đó có lẽ lại còn thấy ra thường xuyên hơn thì thưa quý vị chúng tôi muốn nói tới cái bệnh nhức đầu Vâng nhức đầu là một bệnh khá thường xuyên Người ta tính ra là cái tỷ lệ số người mắc bệnh, bệnh nhức đầu Có khi lên tới cả 4 chục triệu người trong một năm Thì thưa quý vị nhức đầu là một cái cảm giác đau Tại nhiều vùng khác nhau ở trên đầu của chúng ta và một số những trường hợp này thì nó có thể lành tính. Nhưng mà một số khác thì lại là những cái trường hợp khẩn cấp, tức là có những cái trường hợp lành nhưng mà cũng có những cái trường hợp mà có tính cách dữ. Và đây là một trong những cái loại đau nhức mà chúng ta thường thấy nhiều nhất. Theo hội nhức đầu quốc tế thì người ta tính ra có tới 150 loại nhức đầu khác nhau. Nhưng mà cái hai cái loại thông thường nhất là thưa quý vị gồm có nhức đầu do căng thẳng tức là tension headache và một cái loại thứ hai tức là thiên đầu thống hoặc là nhức nửa đầu mà ta gọi là migraine. Thì cũng theo thống kê thì thưa quý vị cứ 7 người bị nhức đầu cứ 7 người thì một người bị nhức đầu ít nhất là một lần ở mỗi năm. Và đa số nhức đầu chỉ kéo dài chừng độ vài giờ đồng hồ thôi Nhưng mà có trong trường hợp thì nó có thể kéo dài cả vài tuần lễ Và người ta tính ra như chúng tôi vừa nói là có thể có tới 45% dân chúng ở bên nước Mỹ Ở trong cái tình trạng gọi là nhức đầu và cái nhức đầu thường thấy nhất là thưa quý vị nhức nửa đầu tức là có một bên đầu như thế này và thứ hai là căng thẳng là nó dốc một cái băng nó quấn quanh cái đầu và thứ ba là gọi là nhức đầu chùm thì trong trường hợp này thường thường nó cũng ở một việc mía đầu và thường thường nó ảnh hưởng tới cái cặp mắt của chúng ta. Bây giờ thì chúng tôi xin nói tới cái trường hợp nhức đầu do căng thẳng tension căng thẳng. thì thưa quý vị trong trường hợp này đó cái cơn nhức đầu nó như là có một cái vòng kim cô nó quấn là xung quanh cái đầu mình nó siết vào cái đầu của mình giống như cái vòng kim cô của uh, phật bà Quán Âm mà đặt lên trên đầu của ông tôn ngộ không. Thì thường thường những cái nhức đầu này nó kéo dài khoảng chừng độ vài phút, nhưng mà đôi khi nó cũng kéo dài cả vài ngày. Và thường thường là nó hay tái xuất hiện. Và nguyên nhân của cái trường hợp này thường thường là do stress, stress căng thẳng, căng thẳng trong đời sống của trong chúng ta, cũng như căng thẳng những cơ bắp trong cơ thể của chúng ta và đôi khi có thể do những cái tư thế xấu Ví dụ chúng ta ngồi không ngay ngắn, đi đứng không ngay ngắn thì nó cũng làm cho những bắp thịt nó căng, nó co và nó gây ra đau. Thế có nhiều cái trường hợp thì những cái nhức đầu do căng thẳng này đó thì nó đang đau nhiều hơn khi mà có một tiếng động hay là một cái ánh sáng hay là ở trong một cái môi trường mà nóng hoặc là ngột ngạt đó, thì thưa quý vị nó cũng làm cái nhức đầu nó tăng thêm lên. Và đặc biệt là trong trường hợp này người ta thường thấy ở phụ nữ trên 20 tuổi. Đây là cái đau của nhức đầu nó cuốn quanh cái đầu của chúng ta nó siết chặt vào cái đầu của chúng ta. Cái trường hợp thứ hai thưa quý vị là cái trường hợp thiên đầu thống mà chúng ta còn gọi là migraine headache. Thì trong cái trường hợp này nó có một số những cái đặc điểm đặc biệt của nó là thứ nhất cơn đau nó dữ dội và nó cứ giật giật ở đầu giống như những cái mạch máu nó giật giật ở đầu và thường thường nó chỉ có một đầu thôi, vì thế cho nên gọi là nhức đầu nửa mình hay là migraine headache. Trong trường hợp thiên đầu thống thì chúng ta có những cái dấu hiệu khác như là nôn, ói và cái cơn nhức đầu nó kéo dài từ vài giờ tới nhiều ngày và trường hợp này cũng thường thấy ở nữ giới. Và trong đa số các trường hợp thiên đầu thống đều có một số dấu hiệu những báo trước Chẳng hạn như chúng ta nhìn thấy một cái ánh sáng chớp chớp hay là lung linh hay là chúng ta nhìn thấy một cái 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 gì nó sáng chói và thường thường là chúng ta cũng đều có mờ mắt thành ra nó có những cái dấu hiệu báo trước cho chúng ta biết rằng thì là chúng ta bị những cái trường hợp gọi là thiên đầu thống tức là đau một bên đầu và buồn nôn rối loạn thị giác chóng mặt và thường thường những trường hợp này đó là do những cái mạch máu ở trong đầu của chúng ta nó bị căng lên hoặc là nó co hẹp lại Trường hợp thứ ba là những cái nhức đầu chùm, chùm tức là nó xảy ra liên tục nhiều trận trong một khoảng thời gian ngắn. Thì cái trường hợp này là thường thường thấy ở Nam giới và nó xuất hiện mỗi năm ngày và mỗi ngày hoặc là 3-4 cơn nó xảy ra. Thành ra vì thế cho nên gọi là nhức đầu chùm là vì vậy và mỗi cơn nó kéo dài từ 40 cho tới 45 phút, thành ra nó khá lâu và cũng trong trường hợp này nhức đầu là tại vì cứ những cái mạch máu ở trong não bộ của chúng ta nó co hoặc là nó mở rộng ra thành ra làm cho cái trường hợp nó bị nhức đầu thì đây là cái hình ảnh của nhức đầu chùm người ta thấy rằng tức là cứ bốn người nam bị thì mới có một người nữ bị và đau một bên đầu và mắt mi mắt sụp và chảy nước mắt tức là một phía mắt của chúng ta thường thường là những cái cơn đau của nhức đầu chùm đó thì thưa quý vị nó không có cái dấu hiệu báo trước và bệnh nhân cảm thấy hết sức là bồn chồn họ đi tới đi lui và khi nằm thì họ lại cảm thấy đau nhiều hơn nữa và đặc biệt là thường thường là đau vào ban đêm và sau cơn đau thì bệnh nhân cảm thấy hết sức là mệt mỏi cái lý do là tại vì trong khi đau đó thì họ bồn chồn đi lại thành ra khi nằm khi nghỉ thì nó lại càng nhức đau hơn Thế ngoài ba cái loại nhức đầu như chúng tôi vừa kể thì còn một số những loại nhức đầu khác. Thí dụ như là trong những trường hợp giao hợp đó, tức là làm tình đó thì thưa quý vị cũng có nhiều người bị một cái cơn đau đầu nó xảy ra khi mà cái cảm giác hay là cái cực khoái nó lên cao. Hoặc là cứ những cái trường hợp mà gọi là nhức đầu sau vận động cơ thể mà vận động một cách quá sức thì cái mạch máu ở trong não bộ của chúng ta nó cũng thay đổi và do đó nó cũng đưa tới cái trường hợp đau đầu. Hoặc là đặc biệt là những cái trường hợp mà chúng ta đau đầu, nhức đầu mà chúng ta lạm dụng những cái loại thuốc giảm đau thì thưa quý vị nó sẽ tạo ra cái tình trạng nhức đầu thường xuyên là tại vì ta tùy thuộc vào những cái loại thuốc giảm đau rồi còn nhức đầu vì viêm xoang nhức đầu về bệnh của não bộ như là viêm bằng não u bằng não hay là uh, những cái trường hợp mà bất thường ở trong cái não bộ của chúng ta và thêm vào đó là cũng có một số những thức ăn khi mà chúng ta ăn vào thì nó cũng có thể đưa tới những cái trường hợp nhức đầu thì đây là hình ảnh nhức đầu do viêm xoang nhức đầu do thực phẩm một số những cái thực phẩm nhức đầu vì hoạt động mạnh quá và nhức đầu do viêm màng não hoặc là nhức đầu là trong cái trường hợp mà gọi là người ta làm tình hay là có những cái chuyện giao hợp thì thường thường hay bị nhức đầu bây giờ chúng tôi xin đề cập tới nguyên nhân gây ra nhức đầu thì thưa quý vị có nhiều cái nguyên nhân gây ra và những cái nguyên nhân này gây ra thế thì nó tùy theo cái vị trí của cái cơn đau tức là đau phía trước, phía sau hay là tất cả đầu. Và trạng thái của cơn đau, đau liên tục hay là đeo từng một thời gian ngắn, được kéo dài lâu hay là mau. Và tất nhiên là trong những trường hợp này đã thì đa số là do căng cơ ở trên đầu và cổ, tức là những bắp thì ở trên đầu và trên cổ của chúng ta, nó căng. Và rất ít trường hợp mà nhức đầu nguy hiểm thí dụ như trường hợp u não hay là viêm não thì chưa quý vị trường hợp đó là hiếm Thế tuy nhiên trong những trường hợp này lại là những cái trường hợp khẩn cấp và chúng ta cần phải điều trị cao và một cái điểm nữa là tại làm sao chúng ta nhức đầu đây là cái điểm quan hệ mà chúng tôi muốn nhấn mạnh thứ nhất là những cái mạch máu ở trong não bộ của chúng ta những cái mạch máu nó mở rộng hoặc là co hẹp khi nó mở rộng hoặc co kẹp thì nó làm cho mình nhức đầu rồi thứ hai là có những cái bắp thịt ở cổ ở trên đầu ở cổ nó co và nó căng thành ra là làm cho chúng ta cảm thấy nhức đầu rồi những cái cơ những cái bắp thịt ở quanh cái mắt của chúng ta nó cũng căng nó cũng co làm nhức đầu hoặc là những trường hợp mà cái xoang bị viêm bị nhiễm trùng nó cũng đưa nhức đầu có những cái trường hợp mà cái răng nó sâu thì nó cũng đưa tới cái trường hợp nhức đầu hoặc là những cái khớp hàm cổ này nó bị viêm bị sưng ở đây thì nó cũng đưa tới cái trường hợp nhức đầu. Thành ra nói chung, nhức đầu là do căng cơ hoặc là lưu thông của máu ở trong những cái mạch máu nó trở nên bất thường. Những cơ bắp và mạch máu. Và cái nơi đau thường thường là trên đầu ở trên gáy và phần trên của lưng và có nhiều kiểu nhức đầu khác nhau có thể là nhức đầu hai bên nhức đầu toàn đầu nhức đầu mà ở trên đỉnh đầu của mình hoặc là có những trường hợp thưa quý vị nhức đầu như là có gì cái vặn vào đầu như cái đinh vít nó vặn vào trong đầu của chúng ta và ôm đầu chịu không nổi thế thì trong trường hợp như thế nào thì chúng ta cần phải đi bác sĩ để khám bệnh thì thưa quý vị nếu mà một cơn nhức đầu nó bất chợt nó xuất hiện Thí dụ chúng ta đương tập tạ, tập mạnh quá mà cảm thấy nhức đầu thì thưa quý vị trong trường hợp đó có thể là cái mạch máu ở trên não nó bị đứt ra. Hoặc là trong trường hợp mà chúng ta bị nóng sốt hay là cái cổ của chúng ta nó bị cứng lại hay là chúng ta lên cơn kinh phong co giật cơ thể hoặc là cái 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 tâm trạng của chúng ta nó thay đổi, nó bối rối cũng như là chúng ta cảm thấy té xỉu, giờ mờ mắt hoặc tê dại thì thưa quý vị những cái trường hợp này này chúng ta phải cho bác sĩ hay và cần phải đi khám bệnh. Bây giờ thì chúng tôi xin đề cập tới cái vấn đề điều trị của bệnh nhức đầu. Thì thưa quý vị, trong cái bệnh nhức đầu đó thì vấn đề điều trị thứ nhất là nếu mà muốn chúng ta muốn chữa tới nơi tới chốn thì chúng ta phải được bác sĩ gọi là chẩn bệnh, khám bệnh để xác định cái bệnh, cái nguyên nhân đưa ra cái gấp đầu. Rồi sau đó thì sẽ đưa tới cái vấn đề điều trị và cái điều trị cũng phải tới nơi tới chốn và đồng thời cũng phải hướng dẫn cho bệnh nhân rõ những cái cách thức uống thuốc cũng như là cách thức làm giảm những cái trường hợp nhức đầu và nhức đầu thì tất nhiên là bằng những thuốc chống đau hoặc là bằng những phương tiện khác mà chúng tôi sẽ đề cập sau đây trong trường hợp mà điều trị bằng dược phẩm thì thưa quý vị những cái dược phẩm thì có thể là để chữa cái triệu chứng tức là khi đau thì chúng ta uống thuốc và trường hợp thứ hai là có những cái loại thuốc mà chúng ta có thể chặn cái sự diễn tiến hay là cái sự xuất hiện của cái cơn nhức đầu. Và thứ ba là dùng thuốc để mà phòng ngừa nhức đầu. Thành ra có ba trường hợp. Để giảm triệu chứng thì thưa quý vị trong trường hợp này đã có nhiều loại thuốc chắc là quý vị cũng đã sử dụng rồi. Là những cái loại thuốc này thường thường quý vị có thể mua tự do ở trên thị trường. Thí dụ như là ibuprofen hoặc talenone hoặc là aspirin. Thì những cái thuốc này đã tương đối nó an toàn nếu mà chúng ta sử dụng đúng hướng dẫn của nhà thuốc cũng như là đúng liều lượng mà nhà sản xuất người ta đã nói ra. Và nếu mà nhức đầu quá hai lần mỗi tuần lễ thì thưa quý vị cần đi bác sĩ để được khám để coi xem lý do tại làm sao. Còn cái trường hợp thứ hai là có thể dùng thuốc để chặn những cái triệu chứng tức là không cho cái bệnh nó xuất hiện. Thì thưa quý vị, trong trường hợp này đó thì có nhiều loại thuốc khác nhau, thí dụ như là những loại thuốc mà gọi là cái gốc là ergotamin hoặc là Zomax là những cái thứ mà cần phải toa bác sĩ và được bác sĩ hướng dẫn thì chúng ta mới sử dụng được. Và thứ ba là có những loại thuốc để chúng ta có thể phòng tránh nhức đầu, tức là không cho cái bệnh đó ra. Tức là làm cho cái nhức đầu mà nó tái diễn thì ngăn không cho nhức tái diễn và làm giảm cái tần số của nó cũng như là cái mức độ trầm trọng của nó tức là để phòng tránh nhức đầu thí dụ như có thể dùng những loại thuốc chống trầm cảm hoặc là những loại thuốc chống dị ứng hoặc là chống co giật cơ thể của chúng ta thế ngoài cái dùng thuốc thì còn những điều trị phụ thí dụ như là chúng ta cần phải thay đổi nếp sống không hút thuốc lá là tại vì hút thuốc lá uống rượu nó có thể làm cho mạch máu của mình nó căng co nhiều hơn rồi giảm tiêu thụ những cái thực phẩm mà có nhiều caffeine, ngủ nghỉ điều độ, vận động vật lý trị liệu, đó là những phương pháp phụ mà chúng ta có thể áp dụng được như châm cứu, như thoa bóp hoặc là ngồi thiền hoặc là dùng những cái nước nóng, nước lạnh để mà chúng ta chườm lên trên đầu của chúng ta. Rồi có những cái trường hợp chúng ta cũng có thể ngâm chân vào trong nước nước ấm để chúng ta làm giảm những cái cơn nhức đầu đi hoặc là bấm huyệt để làm giảm những cái cơn nhức đầu còn với vấn đề tự chăm sóc trong như, trong khi bị nhức đầu thì thưa quý vị chúng ta có thể chườm núi nước lá nên các cái chỗ đau hoặc là tắm nước ấm rồi chúng ta nếu nhức đầu thì chúng ta có thể thực hiện một cái giấc ngủ ngắn hạn hoặc là đi bộ ngắn để làm giảm những cơn đau rồi tho bóp và đặc biệt là chúng ta có thể lấy cái đầu ngón tay ấn vào cái chỗ đau nó một chút xíu thì nó cũng giảm những cái cơn đau của chúng ta Thế trong khi mình nhức đầu thì chúng tôi xin đề nghị quý vị là có thể nằm nghỉ ở trong những phòng yên tĩnh mà ánh sáng nó ít một chút xíu và thư giãn cơ thể của chúng ta. Thế đồng thời thì chúng ta cũng có thể áp dụng những phương pháp vật lý trị liệu để mà thư giãn cơ thể mỗi ngày. Và nếu chúng ta muốn giảm những cái nhức đầu thì thưa quý vị chúng ta phải sử dụng những cái loại thuốc mà bác sĩ đã cho và tránh những không dùng những cái loại thuốc mà chúng ta mua tự do hoặc là nghe bạn bè hướng dẫn. Và cái điểm quan hệ là thưa quý vị, giữ cái lịch làm việc mỗi ngày tức là làm thế nào để chúng ta trong công việc hàng ngày nó thứ tự ăn uống cũng đều đặn, không bỏ bữa ăn, ngủ đêm đầy đủ 6 7 tiếng một giờ đồng hồ. Và tránh đừng có uống rượu nhiều là tại vì cái rượu nó làm tăng những cái cơ nhức đầu. Cái cà phê nó cũng có thể là ảnh hưởng tới cái Cơn nhức đầu thành ra thưa quý vị nhiều hợp đó chúng ta cũng cần phải bỏ cà phê và hút thuốc lá thế ngoài ra thì thưa quý vị nếu mà có những cân nhức đầu nó thường xuyên gây ra thì chúng ta cũng nên ghi vào tờ giấy để đưa cho bác sĩ coi và giờ đó người ta có thể điều chỉnh cái thuốc của chúng ta được và trong nhiều trường hợp chúng ta cần phải điều phối hợp cái chữa nhức đầu với lại những cái tâm lý trị liệu hoặc là những cái vật lý trị liệu khác Thế bây giờ thì chúng tôi xin đề cập tới vấn đề những cái loại thuốc chống đau mà chúng ta sử dụng là tại vì cũng có nhiều những cái điều mà chúng ta cần phải nói. Thì trước hết chúng tôi xin thưa rằng thì là thuốc chống đau mua đều an toàn và nếu chúng ta sử dụng đúng hướng dẫn và khi sử dụng thì quý vị nhớ rõ những cái hoạt chất hay là những chất chính của thuốc đó là tại vì có nhiều loại thuốc khác tên nhưng mà cùng một chất chính và nếu ta dùng như vậy thì nó sẽ đưa tới cái trường hợp mà gọi là có nhiều thuốc ở trong cơ thể quá. Thế ngoài ra đã, nếu mà quý vị nào mà có những cái trường hợp mà mắc bệnh xuất huyết, loãng máu, hen xuyễn hoặc là mới giải phẫu nhổ răng hoặc là có bệnh loét dạ dày hoặc là đang dùng những loại thuốc chống viêm là rồi thì cần hỏi bác sĩ trước khi sử dụng những thuốc như là aspirin, như là ibuprofen hoặc là naproxen là những cái thuốc thường để giảm nhức đầu nhưng mà nếu mà chúng ta trùng trong trường hợp này thì nó có thể đưa tới những cái rủi ro cho sức khỏe của chúng ta đặc biệt là đối với lại cái gan thế ngoài ra thì ở trong trường hợp trẻ em đó thì chúng tôi xin nhắc lại là các cơ quan y tế đều nhắc nhở rằng đối với trẻ em thì không nên cho sử dụng những loại thuốc có aspirin và kê caffeine và đặc biệt là trẻ em cũng không nên dùng những loại thuốc có aspirin là tại vì nó có thể gây ra những cái bệnh trầm trọng, đặc biệt là cho cái não bộ của chúng ta. Nếu mà chúng ta lạm dụng thuốc thì thưa quý vị thường thường nó lại gây ra những cái chức nhức nhức đầu kinh niên và những cái thuốc mà chúng ta có thể lạm dụng là những cái thuốc chống đau có cái chất caffeine ở trong đó hoặc là có những cái chất codeine ở trong đó hoặc là những cái chất mà có chống đau mà cần phải có toa của bác sĩ. Thì thưa quý vị, nói chung là có nhiều loại nhức đầu khác nhau. Nhưng mà cái loại chính là những cái nhức đầu do căng những bắp thịt ở đầu của chúng ta. Thứ hai là trong trường hợp viêm xoang Thứ ba là có những trường hợp nhức đầu trùm, tức nó xảy ra hai ba lần trong ngày. Và nó liên tiếp tiếp diễn. Và cuối cùng, thưa quý vị, là cái trường hợp migraine headache, tức là nhức nửa đầu người mà chúng ta còn gọi là thiên đầu thống. Và tóm lại thì chúng tôi xin thưa rằng nhức đầu là bệnh có thể chữa được. Và cái điểm thứ hai là chúng ta cần cẩn thận khi dùng những loại thuốc giảm đau. Và thứ ba là để giảm nhức đầu thì chúng ta phải thay đổi cái nếp sống của chúng ta. Thí dụ như là chúng ta phải giảm thiểu những cái hoàn cảnh mà nó có thể gây ra nhức đầu. Và thưa quý vị đặc biệt là thưa quý vị chúng ta cần phải giữ lấy cái tâm thân an lạc. Và tóm lại thưa quý vị nhức đầu có thể chữa được và có những cái phương thức để điều trị cũng như là chúng ta cũng có thể áp dụng được một số những cái phương pháp thư giãn cơ thể để mà làm giảm thiểu những cái trường hợp nhức đầu. Chúng tôi xin chào tạm biệt quý vị thính giả và cầu mong có cơ hội gặp lại trong tương lai. Xin kính chào quý vị.